Cả nhà rùng mình khi chứng kiến hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi đốt vàng mã. Như các bạn đã biết, đốt vàng mã là một tín ngưỡng có cội nguồn từ rất sâu xa. Trong từ điển, vàng mã là đồ để cúng cho người đã khuất, nên khi thờ cúng tổ tiên xong, người dân thường đốt vàng mã. Người Việt quan niệm trần sao thì âm vậy, đốt vàng mã thật nhiều thì càng thể hiện lòng thành đối với người đã khuất. Tuy nhiên, bên cạnh những tín ngưỡng này thì cũng có rất nhiều câu chuyện tâm linh xoay quanh khiến chúng ta không khỏi rùng mình. Và câu chuyện ngay sau đây là một ví dụ. Mới đây, một người dùng đã chia sẻ lên Facebook đoạn video kỳ lạ khiến nhiều người xem phải nổi da gà. Theo chủ nhân đoạn video chia sẻ, hôm đó nhà anh có làm lễ và đốt vàng mã. Mặc dù tất cả giấy đã cháy hết, nhưng ngọn lửa kia vẫn không hề tắt. Ở giữa đám cháy, bất chợt những đốm lửa nhỏ bay lên và xoáy tạo thành một lốc xoáy lửa kỳ lạ. Khi chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người cho rằng có thể do gió nên mới bị như vậy. Tuy nhiên, anh chàng đã khẳng định thêm là hôm đó không hề có một cơn gió nào cả. Hơn nữa, những vụn đen xung quanh cũng không có hiện tượng bị gió thổi. Chỉ duy nhất đống lửa ở giữa là cháy bùng lên kỳ lạ. Một số khác tin vào tâm linh thì cho rằng có lẽ có thể có những hồn ma đang đứng quanh đó nên ngọn lửa mới trở nên kỳ quái như vậy. Có người để lại bình luận: bình thường thì nhang cháy bùng bùng nghĩa là đang có người âm ở đó, còn hiện tượng này thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi nghe nói như vậy là có các cụ đứng xung quanh đó. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hiện tượng này? Hãy để lại bình luận phía dưới cho Trùm Tin Bí Ẩn biết nha.